Rồi hello, xin chào tất cả anh em nha. Đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình Thì hôm nay mình có làm xong một số đồ anh em. Thì một số đồ này thì anh em đã dặn ha. Thì mình làm rồi, trời cũng tối anh em. Thì mình tranh thủ quay cái clip lên cho anh em xem tham khảo nha. Nếu anh em nào có nhu cầu xài thì cứ gọi điện qua số điện thoại của mình. Số mình sẽ để phần dưới tiêu đề của video anh em. Thì hôm nay thì có rất là nhiều mẫu anh em, ba cánh nhọn, hai cánh thái, ba cánh thái, từ máy xăng máy xe ha, từ máy nhỏ tới máy lớn anh em. Thì một số đồ đó thì mình đóng bọc sẵn anh em. Thì cái này thì nếu mà anh em có mua thì bên mình sẽ đóng cái bọc gì và đóng gói giấy anh em. Đây giấy mình chuẩn bị. Thì ở đây thì mình giới thiệu cho anh em xem cái mẫu AB ha. Thì cái mẫu này mẫu VK nha anh em. Thì cho anh em xài cho máy 13 nhông sên ha. 13 nhông sên hoặc là máy 6 người rưỡi, 7 người rưỡi cút xéo. Thì hôm nay mình có làm được ba bốn cái nữa nè. Thì cái này lắp 16 anh em, từ máy 13 tới 20 ngựa nhông sên, hoặc là máy từ 6 ngựa rưỡi tới 7 ngựa rưỡi, hoặc là máy 9 máy 10 nhông sên đều chạy được anh em, hoặc là máy xe mini 67 68 hoặc là 72. Thì cái mẫu này là mẫu VCS nha anh em. Thì cái này thì lát 14. Thì cho anh em xài 5 người rưỡi, 6 người rưỡi. Này lát 14 anh em. Hôm nay mình có làm cũng được 4 5 cái vậy nè. Cái này là cái TF. Thì cái này thì cho đi nhông sên như cái thể loại VK này nãy toàn nói ha. 13 nhông sên hoặc là 5 rưỡi, 6 rưỡi. Này thì VCF anh em. Còn mẫu này thì cho anh em sử dụng cho 5 người gửi cút xéo ha. Hai cánh thái, mẫu mới anh em. Thì cái này thì cái ba cánh thái cho anh em sử dụng cho thằng 498 có tẹt bô không tẹt bô chạy được anh em. Thì cái này thì toàn làm cho anh em cái con 30. Cái con 30 thì anh em đặt lượng cho nó chắc chắn, nó không gãy láp anh em. Đấy. Cái này thì cái 95 anh em, cũng là con 30. Mình đặt lượng luôn. Đó. Thì cái dòng cano thì hôm nay toàn có làm 5 cái cho anh em ha, anh em dặn mình làm. Thì cái này cái 4T98 ha. Thì anh em có thể sử dụng 494. 494 hoặc là 49 10 xin lỗi anh em, 480 484 486 488. Thì anh em xài sử dụng món này. Hoặc là mẫu này cũng được, anh em chung mẫu luôn, hoặc là cái này chứ. Hả? 84 86 88, đặt lượng là 93. Cái này thì mình có làm cho anh em cái con 22 nãy giờ. Hai cái này là con 25. Đó, thì anh em có xài những cái mẫu cano Thái này thì cứ alo cho mình ha. Nó thì nó chạy những cái mẫu này nó chạy rất tốc độ dữ nha anh em. Xả mình xả gác được ha. Đấy như nó sắn có độ sắn anh em thì mình xả gác tốt. Thì đây cũng là cái mẫu mẫu mới bên bên mình này ha. Thì cái mẫu này thì cho anh em xài được máy 9 máy 10 cút xéo ha. 9 máy 10 cút xéo, hàng này hàng DB nha anh em, bao cứng cho anh em xài ha. 9 máy 10 cút xéo anh em, hai cánh.
Cái này cái VCF nha anh em. VCF thì mình làm cho cái 5,5 người cốt xéo. Rồi qua cũng qua cái dòng hai cánh luôn anh em. Thì dòng hai cánh thì mình có cái mẫu cũng là ở đây VCF luôn anh em. Thì mình làm cũng lô này cũng cho anh em cũng 5-6 cái đó, thì mình sắp ở trên đây thì mình bóc chúng cái hàng nào thì giới thiệu cho anh em cái đó ha. Thì 5,5, 6,5, 7,5, 13 nhông sên tới 20 nhông sên, 19-30 ha. Thì cái này thì cái 11cc anh em. Thì cái này mình đi từ 11 tới 13 HP tới 20 HP luôn. 11cc. Khúc thẳng anh em. Thì hôm nay thì mình chốt đồ cho anh em thì khoảng gần 100 cái chiến dịch anh em. Thì hàng này thì dồn tầm khoảng 2 ngày anh em, 2 ngày hơn 2 ngày. Tại vì hôm qua là hết một ngày cúp điện anh em. Cho nên em có xem được clip này thì thông cảm cho mình ha. Tại vì cúp điện hết ngày cho nên hàng đi trễ hết ngày. Cái này thì cái CV2 ha. Thì anh em chạy từ 13 tới 20 ngựa cốt thẳng. Thì cái này cho anh em sử dụng từ máy 9 máy 10 cốt thẳng ha. Còn cái dòng này thì cho anh em đi 6,5 hoặc là 7,5 cốt thẳng. Hôm nay thì mình có làm 2 4 6 cái. Đây đây nữa nè. Thì cái dòng cốt thẳng này bên mình làm mấy thể loại nha, năm đây một loại ha. Đây là 2 4 6 cái thể loại này. Thì thêm cái thể loại này đến anh em. Hàng này AB, còn hàng là ADB. Còn thằng này AB thêm mẫu nữa anh em. Đây. Này thì 5,5, 6,5. Mình xài tùy theo cái vỏ đó, bên mình áp dụng cho anh em xài ha. Thì cái này là cái từ thằng 13 tới 20 ngựa đi tải cốt thẳng. Này 2 tấc 4. Thì ở đây thì những cái dòng cánh nhọn anh em thì mình cũng giới thiệu cho anh em nhiều cái video trước. Thì cái mẫu này nó xài rất là ok cho anh em sử dụng ha. Thì 13 tới 20 ngựa cốt xéo thì anh em có thể sử dụng cho 74, 75, 76, 78, 3 máy, máy xe anh em. Đây một cái nữa, hôm nay mình làm hai cái với trong đây. Trong đây cũng được mấy cái nữa nè, nó nằm ở dưới đây nè. Đó. Còn cái thằng này thì máy 6, anh em đóng 304 nè anh em. Máy 6. Còn cái này thì 482 hoặc là 486 cho anh em sử dụng được. Hoặc là 387, 386. 3 máy anh em. 4 máy thì sử dụng cho 472 đó anh em. 475. Tùy theo cái vỏ anh em mình sẽ làm lấy nước, xả nước cho anh em ha. Cái này thì cho máy 7,5 cốt xéo. Cái mẫu dưới thì cũng vậy luôn em, nhưng mà nó khác. Hai cái nó mình áp dụng cho được nhiều loại máy anh em. Đó, mình bên mình bán cũng nói chung mình làm được cho anh em rất là nhiều mẫu. Đây cùng thể loại nhưng mà nó hai mẫu, cùng thể loại máy nhưng mà nó hai mẫu. Đây cũng vậy nè anh em. 7,5 8,5 cốt xéo. Máy xe thì cho 68, 67. Này thì máy 6 cốt xéo nè. Mẫu này thì nó giống với đây. Đây thì những cái này mình làm xong rồi mình đóng gói nè anh em. Anh em dặn rồi ngày mai mình gói luôn. Mình gói gửi cho anh em luôn. Thì chung hết số này luôn. Đó. Thì anh em nào có đặt hàng 2 hôm thì anh em gán chờ nhận hàng giùm Toàn ha. Cho thông cảm cái ngày bị cúp điện. Thì đại khái thì hôm nay thì cũng là cái mẫu thông dụng cho anh em làm ăn ha, đầy đủ mẫu cho anh em.
trên cái video này ha. Còn còn hàng còn về thì cũng tranh thủ hàng về đang phục vụ cho anh em ha. Anh em yên tâm về cái hàng dịch bệnh thì toàn cũng tranh thủ nhập hàng về đang làm cho anh em, chứ không có để hết mẫu nha anh em. Anh em cứ yên tâm. Rồi thì video toàn quay đến đây cũng xin kết thúc ha anh em. Thì anh em thấy hay thì nhớ cho toàn một lượt đăng ký kênh ha, nhớ like chia sẻ. Rồi thì hẹn gặp tất cả các anh em vào video tiếp theo của kênh mình ha.